Rainbow xin giao lưu kế tiếp có mã số là 397. 397 là một cây hải châu lá nhỏ, thân lắc lượng đẹp. Cây này thì đầu sống tới đây nha, còn từ đây ra đây là khô lũ rồi. Có hoành là 7, cây cao là 50. Rainbow xin giao lưu là 450k bao ship luôn. 450k bao ship, thân lắc lượng đẹp luôn nha. Cây không bị đơ. Rất là ok. 450k bao ship rất chi là mềm luôn. Rồi giờ xin qua cái này luôn nha.